Soi kèo, nhận định Chelsea với Luton. 19 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2021, vòng 4 FA Cup, vòng 16 đội FA Cup. Chelsea được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón các vị khách Luton. Nếu có thể giành chiến thắng, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Lampard sẽ giành được tấm vé vào vòng trong. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời gian gần đây, đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard không có được phong độ ổn định khi mới có được 2 chiến thắng trên 5 trận gần nhất, còn lại thua 2 trận. Mới đây, Chelsea đã để thua trước Leicester tại EPL. Tuy nhiên trận đấu tới The Blue được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón đối thủ yếu hơn là Luton nên dù không có được phong độ ổn định nhưng Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn và có cơ hội chiến thắng lớn hơn. Sân nhà sẽ là điểm tựa chắc chắn giúp các cầu thủ Chelsea có thêm sự tự tin giành được kết quả tốt nhất trước Luton. Ở trận đấu gần nhất chơi trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Lampard đã đánh bại Wolverhampton. Hơn nữa, trong 3 lần tiếp đón các vị khách Luton trên sân nhà, The Blue chưa để bị thua trận nào khi giành chiến thắng 2 trận, hòa 1 trận. Về phía đội khách, Luton đang không có được phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Sau 5 lần ra sân họ để thua tới 2 trận, chuyến làm khách sắp tới đến sân Stamford Bridge, soi kèo nhà cái dự đoán sẽ là một thử thách lớn dành cho các cầu thủ Luton khi mà trong 5 chuyến hành quân xa nhà gần đây thì có tới 4 trận họ không biết đến mùi vị chiến thắng là gì. Soi kèo tài xỉu Chelsea với Luton. Theo các con số thống kê cho thấy những trận đấu giữa hai đội thường không có nhiều bàn thắng được ghi. Trong số 5 lần chạm trán thì có tới 3 trận họ chỉ ghi được ít hơn 2 bàn thắng. Hơn nữa hàng công của Chelsea cũng đang không có phong độ cao trong thời gian gần đây. Sau 5 trận đấu họ mới ghi được 7 bàn. Vì thế có nhiều khả năng trận đấu này sẽ có ít bàn thắng được ghi. Dự đoán tỷ số trận đấu, Chelsea 2-0 Luton.